Hey, what's up? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với tập tiếp theo của Terraria Calamity Combo trong channel của mình. Rồi, đợi mình tải xong khi update xong cái Calamity đã xong rồi mình sẽ vào map sau. À, đợi mình gọi cho ông bạn chút đã. Ai thì dựa theo comment của phần comment ở trong YouTube rằng là cái Star Cannon nó hơi bị broken quá thì thử ra là tôi nghĩ là thực sự phải ban cái Infinite Sao với lại gì nhỉ? Infinite tiễn Jester Arrow. Thì chắc là ba lần hơn tí. Chứ mẹ tôi thề thì cụ ông theo tập đấy rồi thì ông biết thì vẽ gì là ốp nào đấy. Nó không phải quá ốp đâu mà nó vãi cả linh hồn ốp ấy chứ mày vừa. Mẹ đáng lẽ con Ether vua nó phải khó lắm, mẹ phải chết lên chết xuống đây, vẽ mình cho nó chết lên chết xuống chứ không phải nó cho mình chết lên chết xuống. Thế thì thuốc thế thì tiện khác thế thôi. Không, tức là mình vẫn dùng Star Cannon, tuy nhiên rằng là mình không dùng cái Infinite Star thôi. Không dùng Infinite Star thôi. Còn mình mua sao hoặc là mình đi farm sao thì để mình dùng bắn một vài viên nó hết thì hết. Chứ mẹ chơi kiểu vô tận sao thì mẹ spam 24/7 thì nghe là có vẻ là không được fair cho lắm. Cho dù là sau này game thì mẹ mấy con bot mới là mấy cái con mà không fair, nhưng mà game nó khó thì nó sẽ là khó. Rồi em chưa có được những cái gì hơn nè. Đồ trâu à. Đây cái này bắn kiểu này. Nhưng mà buổi tối đằng kia mới bán cái illegal gun pass thì là mới nâng cấp mới chuyển được đúng không? Vứt cái Elet Fallen Star cho dù là hơi đau lòng nhưng mà thôi mình buộc làm thế. For the greater good. Đây là thằng trên này, thằng này bán con dao này, dao ném này. Hơn này. Refund nó rồi, what? What do you mean refund? Chả biết nó refund cái gì. Và như vậy là cái nào nhỉ? Chú lấy cái dao là cái Kinquedia đúng không? Kinquedia. Glaive, nhưng mà tôi muốn cái nào nhỉ? Super fast and spears in. Thử cái glaive để xem. Đây nào? Tôi có mua hai cái ở dưới này. Weapon 2 này. Weapon 2. Hai cái dưới cùng. Ôi nhưng mà cái này phải spam à? À cái này phải spam chuột trái à? Cái này thì rất là chậm. Nhưng mà cũng vẫn phải spam. Chắc là tôi lấy cái đam đi. Bây giờ mình nhìn kích vào cái Star Cannon không ấn được, cứ khổ. Nhưng mà thôi, for the greater good. Bây giờ nhìn cái Star Cannon thì trông buồn vậy. Nhưng mà cái Kylie này thì, nhưng mà mỗi tội là các cái đồ Roten này mà lên mặc bộ giáp là liên quan Roll, mà bộ giáp liên quan Roll chỉ có cái bộ Obsidian là liên quan Roll nhiều nhất thôi. Xem nào. Bộ Obsidian này có bộ từ cái Twilight Gel, từ Slime God. Thế cũng xa đấy. Một bộ từ Acid Good, bộ làm từ gel của con Slime God này. Blighted Gel. Thế thôi, mới thế thôi. Acid gì cơ? Acid wood. Kiểu từ acid rain ấy. Chạy đến đi farm. Để thì farm được mà. Acid yêu acid wood à. Sulfurous best sulfurous, bộ sulfurous luôn. Cũng tương đối defense đấy. Cũng 21-19 defense và cho mình 10% dam và critical strike cũng được. Dĩ nhiên là sao? Dĩ nhiên là so với Molten thì hiển nhiên là không thể nào mà so bằng Defense rồi. Nhưng mà nếu như tính về Dam thì chắc là chỉ có cách đấy thôi. Cái này nó cũng đéo piercing mẹ. Tạm thế. À, có khi là do cái platform. Holy fuck. Healing into healing projectile on that. Ooh, that seems good. Mấy đồ melee cũng khá là đặc sắc nhỉ. Tất cả có rồi. Như đéo đủ rồi. Mẹ chết. Nhưng mà có Pocket Fishing Guy, Weather Radio. Chúng ta thiếu cái Sextan. Cái bắt cái Sextoy. Tiếp này. Ôi nhầm.
Thank you. Thank you. Ấn thì còn mẹ, what the fuck, bảo sao ấn vào cái túi thì mẹ đéo ra đồ. Fucking. Ấn bây giờ có vụ này à? Wait, what? Lại này. Tôi chưa được chú cái... bị là hơi lag rồi. Chú bảo chú cần cái sách tan đúng không? Sách tan. Này. Có. Cũng ngon. Finally. Chắc ra bên biển à? Ra biển. Sao dù mưa vạnh vỡ đầu. Thì phải tí nữa đánh bắt đầu. Biển bên nào cũng được không? Hay là chỉ ở bên phải? Biển bên phải thôi. À. Không ăn mặt. À đây, acid rain. Nhà hay vậy? Cóc. Có cái thuốc kia, như thuốc kia là phải để hát mâu. Đâu vậy? Chú có ấy. Lạ ghê. Nhà hay phết. Ừ. Sao không cắm đuốc thêm đi? Đang cục. Tôi với là câu cá rồi. À. Ơ còn kỳ sinh trùng. Kỳ sinh não của mày. Fuck you. Hay thật. Hay thực sự. Này có con nhiều con ngoài xa có thể bắt được. Nhặt được cái đống acid wood nào. Không. Hay là acid wood lại hát mấu. Mấy là có khi ở trong cái crate ấy. Có khi ở trong cái crate ấy chứ. Wow. Là poison kick đi. Holy fuck. Khả năng acid wood thì tôi nghĩ là không phải là acid rain đâu. Mà nó từ mấy con ở dưới biển của môi trường này, nhưng ở dưới biển. Ở dưới. Mẹ mãi lên hăn màu mới xuống được cái gì. Thế chẳng lẽ là cái đồ đấy là ở hăn màu. Giết con boss hát màu. Hay là giết con boss hát màu. Nhưng mà cái đồ đấy thì tôi không nghĩ là hát màu đâu. Bởi vì đam, defense nó thấp mà. Không, cái đồ để mà cho mình xuống dưới này ấy. Nhưng mà nếu như chỉ có bạn nó Wow. Hết. Đây con gì, chỉ có tăng động. Ui dồi ôi. Hết thế. Ui, poison. Lác lác. Đôi khi cũng hơi lắc thế sao? Như mấy có tăng động. mấy cái con cóc này mình phải giết, mình viết giết nó thì nó nổ ra mấy cái mụn cóc. Như kiểu mình nặn mụn thì mình phải ép nó ra thì nó phải kinh kinh rồi chứ. Mình phải giết nó thì nó mới bắn ra mụn cóc. Hát mô cắt cao acid wood tree in acid wood acid wood tree trồng cây ở đây. Trồng cây ở đây á. Tôi thử về nhà tôi lấy một chút đấy mà đây trồng ở đây kéo có cây vẽ lại. Đây không có cây ở thế khổ. Bảo kê tôi trồng cây đây gì. Acorn. Nó thành cái nhìn như kiểu cái bìu ấy. Cái bìu. Ô trash này, trash can này. Trash can. Wow. Danny DeVito. Chú không biết cái meme này đâu, chú không biết cái meme này đâu. Holy fuck. Wow. The trash man is following. Ok, wow. Bọn là mod cũng khá là có gì nhỉ? Khá là có tính hài hước. Ok. Danny DeVito. Ok, wow. Ok, ra khỏi chỗ này đi. Có gì đi đánh Quimby trước đi vậy. Đợi cái này lớn mọc xong. Tôi có cái đống combine cho chú. Một đống á. Hai cái con bài ấy vậy. Phải nổi. Mẹ chú farm cuối cùng là bao nhiêu vàng đây. Để mà mua đúng thuốc đi. Chắc là cũng gọi hơn 10 gold, hơn 10 plan. Vẫn là farm cái mẹ gì 10 plan. Thì cái Archimedes. Rồi, thì phải lại dùng bug. Không phải bug. Không, xin lỗi, không phải bug mà cơ chế game, sorry. Abuse cơ chế game, sure. Đăng cấp cái
Quên mất nâng cấp cái Akamit Charm lên, xong rồi lên level 2 xong bán đi với giá 40 gold xong rồi nhận lại miễn phí. Ok sure. Cái trò đấy nghe có vẻ là hơi vẫn hơi sạch quá. Không hơi đâu, nó hơi bị sạch quá đấy. À không, nhầm, tôi lại nói hơi rồi, địt mẹ. Không hơi lắm. Hơi. À ý nhá là có kiếm swing rồi. Mẹ coi như là mấy cái kiếm này còn khỏe hơn cả cái Nizet đấy. Ờ. Phải vãi nhiều. Khỏe hơn Nizet. Khỏe hơn vãi cả lìn nhiều đấy, phải ít. Fuck cái chỗ này. Đúng cái lỗ, sao thật. Mẹ muối. Tổ ong nhìn lỗ. Đây tổ ong đây. Đào mấy cái kia ra đi. Trang trí. Không rồi, tôi lại sắp sửa bắn nó phát rồi cái kia giờ. Thì thôi dùng đồ melee đi khổ. Mở rộng cái tổ ra, bởi vì là đằng nào cũng là dead thì không có cái sa cannon nữa thì ứng biến tí nữa. Còn liệu. Here we go. Bảy hết đuốc. Đít cầm nhá. Ôi máu ấy, là gì gen đấy. Là gì gen đấy. Đấy không phải, đấy không phải Legend khác, là Healing. Ơ, tớ, what? Chú hay sao ấy? Tôi làm gì một chú? Tôi có bắn cái đéo gì đâu. Nó chát luôn à, vãi lùi thật. Cứ bắn thế là đéo, ui dồi ôi, nó sống nòng. Rồi ông mấy con điên này, khổ. Đau quá. Người chết rồi. Out of here first. Đừng lên trên hồi máu đó, khổ quá. Bây giờ tôi làm cái campfire đó. Chú thấp máu tôi tê xuống. Bỏ bạn. Bỏ bạn chạy đi cười. Bỏ bạn chạy đi mình chứ. Ai ôi. Ai ôi. Không có xa cả đến được khổ thế đấy. À. Phải cứt đi. Sang dạng 2 luôn. Sang dạng 2 luôn, mệt rồi nữa. Nó gọi ông hịn ra ấy. Chết đi. Bạn tôi ơi, tôi không có bình máu. The fuck, không có bình máu. Đi bị bình máu đấy là đi sẽ điêu hết mẹ rồi. Để lại quick sách rồi. À không, tôi quick sách vào trong cái con lợn mày quá. Bắt đầu sắp thở đấy. Đánh ông mình mẹ dễ hơn đánh. Đéo hiểu là chát. Mẹ cái lỗ này khổ quá, đặt cái địt cổ. Chết rồi. Holy shit. À, dư già mày. Mệt vãi lồn. Sắp phở kinh quá. Mẹ cái lỗ này nữa khổ. Chưa lấp. Chưa lấp địt cậu. Đậu xanh. Mệt vãi lồn. Gần. Holy shit. Chú ở đây đi. Làm thêm cái để mà spawn con đấy ra. À mình còn chưa đánh crab bù luôn. Con gì? Con crab bú lợi. Khổ, đọc cái tên nó cũng khó quá. Quên chưa đánh con crab bú lợi. Rồi ok, mình đọc tên đúng tiếng Anh. Không, crab bú lợi. Tôi nhỉ. Như tôi đọc như thế mà. Crab bú lợi. Trước tôi đọc vậy. Crab bú lợi. Crab bú lợi. Thực sự đọc nhanh thì có nghe không phải là thuận mồm. Nhưng mà mỗi tội là... À, có cần thuốc không? Ê, thuốc gì? Thuốc bóp đây. À, có những cái bóp nào chú lấy cho thì sẽ mất tới. Đây, đống support combo thôi. Đây. Đây. Holy fuck. Bottomless Jarum Simulon cả. Ui. Ờ. Vãi nổi. Cái đấy tôi mua đi. Đây, đây, chứ tôi nói là gì chứ? Abuse cơ chế game. Trà ở đây, rồi uống.
À thì quên. Đây quên cái đống. Hình như là cái đống support đâu chú vẫn cầm hay sao? Tôi chưa kịp nhận. Support nhưng mà tôi vứt chú offen. À đây rồi. Đây. Ui xổ thi thỉ bậc. Ok, đấy chính vì thế tôi phải nói là tôi không thích abuse cơ chế game. Bà, tôi chuẩn bị spawn đấy nha, 3, 2 Beat Doctor. Nó chat luôn nhỉ, khó chịu thật. Bây giờ chat thì dễ đoán hướng chứ. Mẹ, có hai đứa mẹ khó chịu. Chả biết đoán hướng gì. Đây. Die! Insulin fool. Oh, what the? Holy shit! Đây mà hai mà bikini. Bikini. À, thêm con nữa này. Quẩy rồi, nhanh thế. Thì bé phải là dash. Ra nhiều này. Thiên sư. Thiên sư còn dở hơi này. À đâu. Oh, trượt. Ai rồi. Ây đau. Còn mình khả năng là anh em mình hẹo con này đấy. Ôi trời. Đậu ma vậy. Đi phải hai thằng khó đánh nữa Lin. Ờ, hai thằng khó đánh nữa. À shit. Tôi có 28 giây thôi. Sống đi. Sao tôi sống đi. Sao tôi sống. Suffer is real. Bắn cái trượt. À thôi em sao? Đây là cái... À nói chung mình giết được rồi. Giết được rồi. Thật ra mình có thể ở lên trên cái chỗ của tổ ong ở trên cao này đánh thì chắc là cái khu vực đánh nó dễ hơn. Tuy nhiên rằng là... Cái... Mẹ đau hơn đấy. Ờ không đau hơn đấy, tôi nói đùa đấy. Với và lại cái chỗ đấy là dính bởi cái space nữa thành thử ra là mình khi mà mình nhảy lên thì mình lại lơ lửng trên không ấy. Dễ bị ăn đòn hơn chứ phải vừa. Ngoài lại acid gen. Tôi vẫn thích nghe cái nhạc này, cái này à, CD này nghe sướng biết gì. Cho dù là gì đây, mẹ ở đây, ở ngoài đây toàn giết cóc. Chả gì gọi là epic cho lắm. Lươn à? Thật sự đấy. Có cả một con đỉa nữa mà. Ờ đấy đỉa. Nó có đấy dị ấy chở coi. Mình ở trên cạn mình đánh nó thì mình không đánh được cho nên khi mình phải ngâm người mình xuống dưới nước thì chúng nó bắt đầu mới ago vào người mình. Chào. Dậy. Dậy ơn. Chơi mấy bài mà dậy. Đấy, và chúng nó tất cả những con đấy chúng nó ở dưới nước thì mình đã không đánh được nó. Trừ khi nhảy trên bờ thì mình đánh được. Điểm đóm run giếc. Bới hết vào đây rồi. Bắt đùa đấy. Chết mẹ luôn. Oh my fucking god. Khó nhìn vãi trưởng thề. Mấy con đỉa đĩa các thứ. Tôi nhìn đĩa thì nhìn nổi. Ông cần thiếu bao nhiêu scale nhỉ? Tôi đang có 3 cái scale. Nhưng mà cần bao nhiêu? Không biết. Yes. Burn. Đang trong combat. Lên đây lấy cái lọ flag này. Đỉa tiếc. Thôi thêm cái đủ rồi, bây giờ clear load rồi. Nhồi. Khổ quá. Ui, biết rồi. Mẹ. Có cái gì đây? What is it? Về làm tôi cái giáp này. Khổ. Tại vì tôi vứt cho chúng nguyên liệu. Tis của mẹ cầm được nguyên liệu vào khổ. Cái gì? Oh, what the hell is it? Ai cứt mấy con này. Hellfire arrow, what the fuck?
À, ở dưới đấy chú lại không bị đốt à? Ờ thì vượt qua chỗ kia rồi. Ờ. Ồ đó. Nhưng mà có bị đuổi, có đang bị đuổi nước không? Có bị đuổi. Ờ damn it. Ở đây. Và hello thầy. Nên tôi không có thuốc ấy. Tôi vẫn ổn thôi. Chưa có cái thuốc thử đâu không? Ôi. Đây là dùng rồi. Ui, what cái gì nó gây cả trăm đam đây. Wow. Té với nhà để bảo tôi tiền. Đẹp chàm. À, đã kịp hưu. Nổi thật. Ờ, lên đánh con hai mai đi, khổ quá. Ờ, từ. Oh my god. Tôi thật. Với tôi không đến mức gọi là tôi. Vì ông có cái sai potion. Oh, ai rồi. Đủ các loại potion. The depth of the abyss. Có mấy cái gì ở dưới đào như thế nào? Packing, thank you. Boing. Và boing, ok, rất tạm. Lại thấp defense hơn nhiều. Ok, 7 attack and being jumped, inflict poison, grand additional jump là ngon. Jumping around, nhưng mà grand additional jump nó bỏ luôn blizzard. Gì? Bỏ blizzard ra cũng nhảy được. À, jumping off the ground, leave behind sulfur bubble, ok. With new venom, slightly reduce spread loss in the abyss. Oh, tôi dùng thử cái ocean crest mà cuối cùng tôi vẫn bị đuối. The higher your roll stealth, the higher your roll damage, crit and movement speed. Oh, roll stealth only reduce when you attack, it does not reduce while moving. Chả nó ngon đấy, bắn chém rất xa đó. Cái làm cho cái glyph xa đi. Whoosh. Ok, được. Vòng vòng cũng cháy. Đấy. Bị bẻ invisibility kiểu mẹ gì. Something. Lại something chắc approaching. Chắc là Jun. Jun. Thử đánh Jun bằng chính thực lực của mình. Thực lực. Bé thực lực. Something incoming. À, something is approaching. Cái gì approaching? Ủa quá. Jun. Giờ hai mai luôn mà. Oh wow. Bên này này. Nó bắn ra rất nhiều thứ đi. Hello. Con kia là phải không? Hay đơn giản nhỉ. Đây là form thứ nhất. Đây là form thứ nhất. Đây mới là form thứ nhất là mới đơn giản thế. Ôi giời ơi. Mẹ sao nó êm bên kiểu dị nhỉ? Nó còn phải quẩy tí. Quẩy. Đâu thế? Mây mưa. Không, tôi bị lật chạm vào người nhiều chứ. Sống đi. À mày. Dùng cái dao rảnh tay với cái gì nữa. Để bảo một con nữa ra đấy. Con nữa ra ra. Thế ông giết kìa. Thì có vẻ giết bất kể rồi. Hay con mà đang ngồi im thì. Úi dồi ôi. Hay con mà đang ngồi im thì kệ mẹ nó. Càng cố kệ này. Lại đấy cả lên thì cũng sợ thật. Feeling. Feeling to win. Feeling around. Ow mưa bắt. Tôi không sống được. Đi mẹ. Nhìn tối quá. Đó nhìn cái mẹ gì. Lúc đầu sao dễ thế. Sao dễ thế lúc đầu. Rồi. Lại quay loạn lên.
Bây giờ mây thường à, giải quyết rồi. Chứ mây máu rồi. Được tối chắc. Cơ mà mây mưa là rơi theo kiểu pattern nhỉ, nó rơi rất là theo kiểu. Đừng gần nhau, đừng gần nhau, nó quay một cái là tôi cũng bị dính mà chú cũng bị dính. Ai, wow. Holy damage. Đừng tách ra ra, đừng tách ra ra, đừng tách ra ra. Mưa, rồi kiểu mưa acid thì nhéo rồi. Ờ, nên kiểu mưa acid, nó gây hiệu ứng. Chạy ra, chạy ra, để tôi lấy ago. Ôi, nó lại đây. Nó cứ lấy chú rồi, mẹ lời. Thôi, bịt con cụ mày. Ôi giời, sao mà đợi. The ground is glittering with silent light. Con gì đấy, úi giời. Ôi giời, rồi. The hive my a hive of clustered my microbial infected flesh. I do not believe killing it will lessen the corruption here. Place inventory to place in your inventory for all of your projectile to inflict cursed flame when in your corruption. However, enemy spawn rate will be greatly reduced while in the corruption due to overwhelmingly putrid odor. Tức là giảm gì nhỉ? Giảm spawn rate à? Greatly reduced luôn mà. Wow. Thế như thế là có lợi có hại. Nếu như mình muốn tìm con hai mai nữa, cái con hai quýt nữa để đánh con hai mai thì như nào? Chả biết. Thì như thế là có vẻ là hơi bị tù à? Bởi vì là giả sử như là mình muốn cho cái đấy vào trong con lợn đi. Để mà ít nhất là còn thêm đánh thêm con nữa thì mình được đánh được. Hai mai. À, xem gì đã. Để mình đến Demonit 3 ở. Yeah. Oh. Ờ đây đi. Rồi giống như kiểu cái mây này. Rotten Brain 10% increase damage when below 55% life, 5% decrease movement speed when below 50% life, shed drain down your hit. True Shadow Skill, huh. Perfect Dark. Perfect Dark và Deadly Shed Tower. Nó ra rồi. Cái gì thế? Fuck. Cái này đi rain damage nhưng là không tốn cái gì đấy. À không, tôi nghĩ là thuần gel đấy chứ. À không, thuần gel thật à. Quay lại với cái road dam. Infinity gel. Thế thì Infinity gel. Nó cũng không phải ốp đâu. Bắn đi. Mẹ con khóa này. Ai. Về, để cho nó Ago chú. Thay Ago. Già rồi. Tôi của chúng về nhà làm gì? Tôi để cho nó agro, tôi chú. Tôi đang thấp máu. Chiến thật cả. Có lẽ đôi khi lại còn gì nhỉ? Lại còn immune chứ. Điên. Thôi máu, ui mày quá. Easy. New record. Không có... Không heal được bởi nớt thì mình làm thế thôi. Thay phiên nhau agro để cho nó đỡ bị ăn đòn. Nào, đây là mở lốt đồ. Cũng vừa kịp 5 giờ cho chú lại phải ăn cơm rồi. Xem nào. Perfect Dog. Fire a viable that stick to title and explode. Wait, what? Ui xì. Mình cứ tưởng nó phải bùm bùm con để mẹ đây. Quẹt. Material 2, cắt cái True Shadow Scale xem là cái gì. True Shadow Scale làm Filthy Glove. Stealth Strike have 10 armor penetration and deal 10% more damage. Wow. Summon 2 by luôn này. Demonic Pitchfork. Cái mà cái này là ở Hanmo Shitfork. Shed Rain Staff. Fire a shed from Storm Cloud. Hình như là mình có luôn mà. Như vậy là nó làm cái đồ mà mình có thể rơi ra từ cái túi. Cả đây cái Perfect Dark này, Shade Flame Thrower, Shade Thrower thôi, không phải Shade Flame. Leeching Dagger. Enemy release a homing leech orb on death. Nghe về hay. Và Rod Bow. Bi bị hỏng rồi. Wow. Rod Bow.
đen sáp. Đen sáp. Summon ở đen 7 dam á, wait what? Really? Nhưng mà chắc là nó phải là kiểu gọi là đam liên tục ấy, như kiểu con slime ấy. Thì nó mới gọi là cảm giác nghe là hợp lý tí trên mẹ. Và nó có cái o mới. O gì mới? Các o mới. I am realist. Tiếng Anh kiểu mẹ gì đấy. What? Tiếng Anh. Vết tiếng Anh. I am realist. Không, đánh vần thế nào? I am realist. I am realist. Ok. Cũng đúng mà. Cũng đúng mà, cũng đúng mà. Rồi. Ok, thì như vậy là tập thứ 5 trong series Terraria Calamity Co-op của mình xin dừng lại tại đây. Đấy, không có canon, không có star canon là ngay lập tức hai thằng suffering. Thì phải con Queen Bee đó, nó hành cho cả hai mẹ gần chết. À không, có chết, về sau cái con boss thứ 3, đánh con boss thứ 3 thì cả hai thằng cũng chết. Nhưng mà cũng ăn được con Queen Bee, thế được rồi, đánh theo thực lực cả. Đây, mình cũng ban cả mình cũng không, tức là star cannon thì thực sự mình vẫn được dùng, tuy nhiên rằng là mình phải dùng sao của mình để mà mình bắn một cách bắn, nói chung là bắn khi nào hết đạn thôi đấy, thì mình lại phải đi đặt sao thêm hoặc là đi mua sao thêm, thì nó gọi là gì nhỉ, công bằng hơn tí. Bên cạnh đấy thì mình cũng bảo là mình cấm luôn cả cái Jester Arrow, bởi vì cái Jester Arrow thì gần như là nó cũng tương tự như cái star cannon khi bắn sao, thì thực sự nó cũng rất là ốp và piercing của nó rất là nhiều. Thực ra mình cũng cấm cả cái Jester Arrow luôn. Đấy, thì cho là công bằng thêm tí mà, căn bản mình thuộc dạng là đôi khi dễ quá mình không thích ấy. Mình phải thích tự làm khó mình ấy. Không, cuối cùng mình gào lên xong rồi red quit đấy thì cũng được. Dễ quá mình không thích. Mình cũng chả hiểu vì sao mình lại thích tự làm khó mình là mẹ gì. Ok, thì tập thứ 5 trong series Terraria Calamity Co-op của mình xin dừng lại tới đây. Mọi cái đóng góp gì cho channel của mình, series của mình được hoàn thiện hơn thì các bạn hãy viết một comment. Diễn này mình sẽ đọc rồi. Và gì nhỉ, lấy bạn thích gameplay này có thể like cho nó, nếu bạn thích gameplay được hơn nữa thì subscribe cho mình. Và nếu như được hơn nữa thì mọi người chia sẻ gameplay này cho bạn bè các bạn, những người cùng sở thích chơi Stardew Valley. Bởi vì là mình đang có một cái series Stardew Valley mình đang chơi đây. Và Terraria, để mọi người biết được channel của mình nhiều hơn và channel của mình được mở rộng hơn. Đây, thì mọi thứ dù chỉ là một review nhỏ thôi cũng dễ giúp cho mình, củng cố cho mình tinh thần và động lực để mình làm được tập tiếp theo. Ok, thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Terraria Calamity Co-op. Mình lại tí định nói Stardew Valley khổ quá.